ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆាណែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆ្លាក់ផ្លែល្ហុងសម្រាប់បងៗនារីដែលចូលចិត្តការឆ្លាក់ផ្លែឈើឬបន្លែផ្សេងៗវីដេអូមួយនេះនឹងផ្ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅម៉ូដផ្សេងៗគ្នាអំពីការឆ្លាក់យកផ្លែល្ហុងយកទៅឆ្លាក់ với chỉ một xinh xinh kia đã miên một cá rồi cơ ra chân áp bọt xinh xinh để mơ tàu xa tệ tiên ở rõm hai thuê play này play là không cứ chưa bảo phép play chơi một dạng là nghĩa sử là hai vi ai cho đồng lịch ban nào các bạn ra chân áp đã sử dụng vì bố sống bỏ viên miên phố phiếu hai sách nông rồi bỏ viên miên phố cỏ hôm rồi bỏ cỏ rột hai viên ai vô viên một chân áp bán đôi chỉ là không chơi là không kia rứa còn là không tùng cả ai giờ bây giờ mà chả bàn này hai vị viên rút riêng trở về dân ai chả chỉ một xem xem thứ tám chấm năm chấm nồi chết được bỏ bằng phổi sầm rắc bằng phổi này mình toàn mang chơi subscribe sầm chơi subscribe những chiếc xin nhà rút còn đắng nằm bay từ tôi bàn video thay pi chân này dân nhóm bản tao từ tiền đi sơ mình chơi từ xin nhà tiếng anh này cùng rong rút hiệp này cả chả một phải là hông xanh xanh để mình một xanh xanh khả nha chỉ là hai cô ấy tệ tình những cô ấy chấp ở rộng.